Trước thêm mùa chung kết thế giới năm nay thực sự là một giai đoạn mà người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại phải tập ngồi trên đống lửa vì hành trình xin visa đi Mỹ quá rắc rối của Cam Esports và Sài Gòn Buffalo, hai đội tuyển đại diện cho khu vực VCS chúng ta. Trong vấn đề này, khó có thể đưa ra lời trách cứ đối với bất kỳ bên liên quan nào vì từ trước đến nay, không chỉ những tuyển thủ Esports mà bất kỳ ai xin visa đi Mỹ cũng gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, Riot cũng đã hỗ trợ Gam và SGB rất nhiều để xin visa trong thời gian qua. Bên cạnh đó, việc tổ chức một sự kiện Esports quy mô toàn cầu như chung kết thế giới tại Mỹ sẽ mang đến một giải đấu hoành tráng nhất có thể, nhưng phải đánh đổi bằng quá trình xin thị thực nhập cảnh vào xứ cờ hoa này diễn ra vô cùng phức tạp. Ngoài Gam và SGB năm nay, trong quá khứ đã có không ít trường hợp những đội tuyển hay game thủ Liên Minh Huyền Thoại gặp rắc rối khi xin visa đi nước ngoài thi đấu. Vài lần, những đội tuyển hoặc tuyển thủ đó thậm chí đã phải ngậm ngùi ngồi nhà xem giải qua màn hình TV vì phỏng vấn tạch. Hôm nay, anh em hãy cùng MGN Esports nhìn lại một số nạn nhân xui xẻo của cơn ác mộng mang tên visa này nhé. Vì không chắc những nguồn thông tin trên mạng về điều kiện, tiêu chí và giá tiền để xin được visa nên tôi sẽ không nhắc đến các khía cạnh này trong video. Thay vào đó, tôi sẽ đi thẳng luôn vào vấn đề là visa đã ảnh hưởng thế nào đến Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Không chỉ các game thủ Việt Nam mà những đội tuyển nước ngoài cũng đã từng phải khốn đốn vì xin thị thực chậm trễ hoặc không thành công. Một trong những nạn nhân tội nghiệp nhất của visa là người đi rừng Huyền Thoại Diamond Pros và đội tuyển Unicorns of Love của Anh vào năm 2016. Tại LCS EU mùa xuân khi đó, Diamond Pros vừa chuyển đến đầu quân cho Unicorns of Love và trở thành nhân tố quan trọng giúp Kỳ Lân Tình Yêu có đến 3 chiến thắng chỉ sau 4 trận đấu đầu mùa. Thành tích rất tốt này đã tạm thời đưa Diamond Pros và đồng đội lên vị trí nhất hạng vòng bảng. Nhưng ngay giữa thời điểm thăng hoa đó, Diamond Pros bất ngờ không thể tiếp tục thi đấu cho Unicorns of Love nữa vì anh đã không được cấp visa lao động tại Đức, sân nhà diễn ra những trận đấu LCS EU tại đó. Một phần vì Diamond Pros mang quốc tịch Nga, đất nước nằm ngoài Liên minh châu Âu nên rất khó xin visa ở vùng lãnh thổ này. Một phần vì khi đó Đức vẫn chưa cấp thị thực cụ thể cho các vận động viên thể thao điện tử, thứ vẫn chưa được đất nước này công nhận là một nghề chính thức. Trường hợp thiếu visa của Diamond Pros đã kéo dài đến khoảng vài tháng sau mà vẫn chưa được giải quyết, buộc Huyền Thoại đi rừng đành phải rời đội tuyển để trở về quê nhà tìm kiếm cơ hội thi đấu. Bất ngờ mất Diamond Pros, Unicorns of Love dường như đã trở tay không kịp, dẫn đến ngày càng tụt dốc ở mùa giải năm đó. Trong cùng thời điểm này, LCS châu Âu cũng chứng kiến hai trường hợp bị ảnh hưởng bởi visa khác là Ryu của H2K và Edward của Rocket. Ryu buộc phải ngồi ngoài sân đấu trong vài tuần vì chưa xin được visa lao động dành cho vận động viên thể thao điện tử, còn Edward vì là đồng hương với Diamond Pros nên cuối cùng anh cũng chịu chung số phận khi chấp nhận rời Rocket khi chưa cống hiến được gì nhiều cho đội tuyển này. Những người anh em Bắc Mỹ của châu Âu cũng vài lần gặp phải rắc rối trong việc xin thị thực cho những người ngoại binh đến thi đấu tại đây. Một trong những nạn nhân nổi tiếng nhất là Team Liquid. Trước thềm mùa xuân 2020, nhà đương kim vô địch LCS đã vướng phải hàng loạt khó khăn khi tiến hành xin visa cho Broxa. Ngoại binh đi rừng mới được Team Liquid chiêu mộ cách đó không lâu. Mặc dù cuối cùng Broxa cũng đã có được visa Mỹ, nhưng quá trình này đã khiến Liquid phải chơi với người đi rừng dự bị trong những trận đấu đầu mùa. Mặc dù không hẳn là nguyên nhân chính, nhưng sự thiếu vắng Broxa đã khiến Liquid có một khởi đầu mùa giải vô cùng tệ và cuối cùng còn không lọt được vào đến vòng playoff. Một năm sau đó, cũng lại là Team Liquid không thể có đội hình mạnh nhất để tham dự LCS Login, giải đấu làm nóng trước thềm mùa xuân vì vấn đề visa của người đi rừng Santorin. Tại mùa giải đó, tất cả mỗi đội tuyển Bắc Mỹ trừ Cloud9 đều có tuyển thủ gặp rắc rối đến visa, dẫn đến không thể tham dự LCS Login ngay lập tức được. Bước sang mùa LCK Login gần nhất, đến lượt Cloud9 không thể kịp thời xin visa cho huấn luyện viên LS và các tân binh người Hàn Quốc để đăng ký họ vào đội hình thi đấu. Thế mới thấy ngay cả những tuyển thủ và đội tuyển eSports phương Tây, đặc biệt là Bắc Mỹ cũng không thể tuyệt đối an toàn khỏi con quỷ visa ngay trên chính sân nhà của họ. Trở lại lãnh thổ Việt Nam thì sự cố xin visa nước ngoài đã không ít lần các tuyển thủ phải cay đắng, còn khán giả thì tiếc nuối, đặc biệt là khi các giải đấu được tổ chức tại nước Mỹ. Cuối năm 2017 như thường lệ, Riot lại tổ chức giải đấu siêu sao đại chiến để các tuyển thủ và khán giả có thời gian thư giãn sau một mùa giải thi đấu căng thẳng. Khi đó dĩ nhiên ở khu vực VCS chúng ta cũng cử ra một đội tuyển toàn sao để tham chiến trước ở giải All-Star Đông Nam Á. Nếu giành thắng lợi thì mới được quyền thi đấu tại All-Star Thế giới. Đội hình siêu sao Việt Nam khi đó gồm có Hope ở vị trí đường trên, Nau đường giữa, No Way và Palette đường dưới và Levi trong vai trò đi rừng. Đây đều là những tuyển thủ có màn trình diễn xuất sắc tại giải quốc nội trước đó và cả chung kết thế giới vừa kết thúc. Trong khuôn khổ All-Star Đông Nam Á, đội Việt Nam tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với những đối thủ cùng khu vực. Bất kể là thể thức 5 đấu 5 truyền thống hay solo 1-1, các siêu sao Việt Nam đều giành được chức vô địch. Kết quả này dĩ nhiên giúp cho Hope, Levi, Naun, No Way và Palette giành quyền đến chơi ở All-Star Thế giới tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Thế nhưng chỉ vài ngày trước khi giải đấu diễn ra, 4 trên 5 thành viên của đội siêu sao Việt Nam trừ Levi đã không xin được visa đi Mỹ và phải bỏ lỡ sự kiện này một cách đáng tiếc. Để chữa cháy, đội Á quân của All-Star GPL là các siêu sao Singapore đã cử 4 tuyển thủ và một huấn luyện viên để cùng Levi sang Mỹ tham dự siêu sao đại chiến quy mô thế giới. Một năm sau đó, siêu sao đại chiến thế giới lại tiếp tục diễn ra trên đất Mỹ, lần này là thủ phủ cờ bạc Las Vegas. Khác với những năm trước,
All-Star 2018 là sân chơi dành cho những tuyển thủ chuyên nghiệp và cả các streamer KOL nổi tiếng trong cộng đồng Liên minh huyền thoại. Và đoàn siêu sao Việt Nam được bình chọn để sang Mỹ khi đó gồm có Cheros, Artifact, hai ngôi sao vừa có màn trình diễn chói sáng tại VCS mùa hè. Ngoài ra còn có QTV, cựu danh thủ và streamer lừng danh và Misty, một trong những streamer nổi tiếng nhất từng đi lên nhờ tựa game Liên minh huyền thoại. Hai khách mời đặc biệt của đội Việt Nam sẽ là Pew Pew và Thầy Giáo Bà, một người từng là kho tư liệu màu mỡ để các chiến thần bàn phím chế mìm, còn người kia khi đó đang từng bước đi vào ngôi đền huyền thoại hài kịch. Khi những cái tên này được công bố, không ít người hâm mộ Liên minh huyền thoại Việt và đông đảo học trò của Thầy Giáo Bà đã mong chờ được nhìn thấy người thầy đáng kính này tung hoành cùng với những chúa hề ngoại quốc. Nhưng khi tất cả những gương mặt nổi tiếng khác trong đội All-Star Team Việt Nam đều đã xin được visa đi Mỹ, Thầy Giáo Bà bất ngờ bị đánh rớt trong lần đầu tiên phỏng vấn. Không rõ liệu người phỏng vấn có theo dõi những buổi stream đầy tính nhân văn và đậm chất giáo dục của thầy khi đó hay không, mà lại cho một người đang rất nổi tiếng như Thầy Giáo Bà bị trượt visa, trong khi các đồng nghiệp cùng chuyến bay lại đậu hết. Nhưng rất may, trong lần trở lại phỏng vấn sau đó, Thầy Bà đã được hỗ trợ rất nhiều và cuối cùng cũng có được visa để sang Mỹ tham dự siêu sao đại chiến thế giới. Mất khá công sức để sở hữu được chiếc visa quý báu, và rồi sau đó dấu ấn đậm nét nhất mà Thầy Bà để lại trên đất Las Vegas là một bao tải tiền mà thầy đã cống nạp cho sòng bài. Nhiều người hâm mộ Liên minh huyền thoại Việt lâu năm có lẽ sẽ nhớ đến Sọp cũng đã từng là nạn nhân của con quái vật visa. Trở lại năm 2015, khi đó Sọp đang làm mưa làm gió tại đấu trường VCSA của Việt Nam và GPL. Tuy không thể có được một chiếc cúp nào, nhưng màn trình diễn đỉnh cao của Sọp trong vai trò đường giữa và đi rừng chắc chắn đã vượt quá đẳng cấp của một game thủ người Việt Nam. Không chỉ các đội Việt Nam khác ngoài Phu Louis mà kể cả đến những tổ chức nằm ngoài lãnh thổ nước ta khi đó cũng khao khát có được sự phục vụ của siêu thần đồng. Trong số đó nổi bật nhất là Joey Flashwoops, một đội tuyển mới nổi ở giải Đài Loan nhưng tiềm lực thì hoàn toàn có thể trở thành ông vua tại khu vực này trong tương lai. Sau một thời gian âm thầm đàm phán và làm việc với Sọp, Flashwoops đã thông báo trên trang chủ của đội rằng siêu thần đồng người Việt Nam sẽ trở thành tuyển thủ Flashwoops trong thời gian tới. Tuy vậy khi đó nhiều người nghi ngờ rằng tin này chưa chuẩn vì bài viết được đăng tải vào ngày cá tháng 4, ngày quốc tế sạo lờ. Nhưng sau đó không lâu, đích thân Sọp đã xác nhận thông tin mình sẽ đến Đài Loan thi đấu cho Flashwoops khi trả lời phỏng vấn tại sự kiện siêu sao đại chiến Việt Nam. Thậm chí, siêu thần đồng người Việt có băn khoăn rất nhiều về vấn đề giao tiếp và không chắc sẽ tiếp tục thi đấu trong vai trò rừng vì người đi rừng hiện tại của Flashwoops là Kasa đang có phong độ rất cao. Ngoài ra, đàn anh của Sọp là Violet cũng có mặt trong buổi phỏng vấn đó và bày tỏ sự lo lắng cho đội tuyển Phu Louis ở giải mùa hè khi không còn sự phục vụ của Sọp. Tất cả mọi nguồn tin đều cho thấy việc Sọp xuất ngoại sang Đài Loan chỉ còn là vấn đề thời gian. Và rồi sau đó thương vụ này đã đổ bể một cách chóng vánh, Sọp vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam thi đấu trong mùa áo Phu Louis, còn Flashwoops thì hài lòng với ngôi sao đi rừng Kasa của họ. Nguyên nhân được đưa ra do thủ tục cấp visa cho Sọp đến thi đấu tại Đài Loan gặp trục trặc vì thần đồng người Việt khi đó còn chưa đủ 17 tuổi. Cuối cùng, Sọp đành phải lỡ hẹn với cơ hội xuất ngoại thêm một năm nữa. Và đúng thời gian đó năm sau, siêu thần đồng người Việt đã thành công đến Trung Quốc để gia nhập đội tuyển Snake Esports. Mặc dù cũng có cơ hội tham dự chung kết thế giới và bỏ túi khoản thù lao khổng lồ khi thi đấu tại Trung Quốc, nhưng nếu xưa kia được chơi trong màu áo Flashwoops, có lẽ Sọp đã giành được thêm rất nhiều chức vô địch cũng như thường xuyên góp mặt tại chung kết thế giới rồi, tất cả là tại visa. Năm 2021 có lẽ là năm khó khăn nhất đối với Liên minh huyền thoại Việt Nam khi ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh thậm chí đã khiến VCS mùa hè bị hủy bỏ. Vì không có giải mùa hè nên chúng ta không có cơ sở nào để tham dự chung kết thế giới, giải đấu Liên minh huyền thoại danh giá nhất. Tuy vậy vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng Riot vẫn tạo điều kiện cho hai đội quán quân và á quân VCS mùa xuân là GAM cùng với SGB đến chung kết thế giới để tranh tài cùng những ông lớn khác. Nhờ đó cộng đồng người hâm mộ Liên minh huyền thoại tại Việt Nam đã vô cùng hy vọng vào sự trở lại của VCS tại chung kết thế giới sau một năm vắng bóng vì dịch bệnh. Nhưng rồi thì sao? Liên tiếp những nguồn tin uy tín xác nhận cả GAM và SGB đều đã mất cơ hội được đến Iceland tham dự chung kết thế giới vì không thể xin visa nhập cảnh châu Âu. Ngoài ra thời điểm đó tình hình dịch bệnh ở Việt Nam vẫn còn rất phức tạp, dẫn đến việc xuất cảnh cũng không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là bất khả thi đối với một ngành nghề chưa được công nhận chính thức như vận động viên thể thao điện tử. Mặc dù GAM đã cố gắng rất nhiều kêu gọi sự giúp đỡ từ Riot và cộng đồng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thêm một năm nữa VCS phải ở nhà xem chung kết thế giới vì vấn đề visa. Một năm sau, ngay thời điểm hiện tại, hai đội tuyển Việt Nam giành được quyền tham dự chung kết thế giới lại tiếp tục đối mặt với vấn đề nan giải mang tên visa. Mùa giải năm nay đã không còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nữa khi cả VCS xuân và VCS hè đều đã diễn ra thành công. Ngoài hồi đầu năm, Sài Gòn Buffalo còn được đến Hàn Quốc tham dự MSI mà không hề gặp bất kỳ trở ngại nào về visa. Một phần cũng vì việc xin visa đến xứ sở kim chi là tương đối dễ dàng. Nhưng sau khi VCS mùa hè kết thúc và xác định được hai cái tên sẽ đại diện Việt Nam tại chung kết thế giới 2022 là GAM cùng SGB, thì con quái vật visa lại một lần nữa hiện ra. Năm nay chung kết thế giới được tổ chức ở Mỹ và việc xin visa đến đất nước này đã luôn là một vấn đề nan giải từ trước đến nay. Như đã nhắc đến ở phần đầu video, ngay cả những tuyển thủ phương Tây còn gặp khó khi xin visa Mỹ vì người Việt Nam vốn có xếp hạng hộ chiếu rất thấp, chắc chắn cũng phải trải qua vô vàn chông gai nếu muốn sở hữu visa đến từ xứ cờ hoa. Ngay lúc này, cộng đồng người hâm mộ VCS đang ngày đêm hồi hộp chờ đợi kết quả visa của toàn bộ các thành viên GAM của SGB được công bố. Chắc chắn không ai muốn thấy VCS lại có năm thứ ba liên tiếp về nhà xem chung kết thế giới cả, khi mà lần này Riot đã nhắc đến tên của GAM để chuẩn bị cho giải đấu này rồi. Và cuối cùng, nạn nhân có thể nói là chịu hưởng nặng nề nhất bởi visa chính là Sài Gòn Fantastic Five năm 2015.
Khi đó, SF5 đang sở hữu thế vàng tài năng bậc nhất lịch sử Liên minh Huyền thoại Việt Nam, với hai chủ lực Minas và Optimus đang trong thời kỳ đỉnh cao nhất. Cùng nhau, những ngôi sao của SF5 đã thống trị tuyệt đối VCSA mùa xuân và sau đó giành luôn chức vô địch Đông Nam Á sau khi hủy diệt Thái Lan 3-0 trong trận chung kết. Chiến thắng này của SF5 cũng giúp nhà vô địch Việt Nam có được cơ hội tham dự vòng loại khu vực Wildcard. Nếu may mắn chiến thắng giải đấu này, SF5 thậm chí sẽ đại diện cho Việt Nam có mặt ở MSI 2015, giải đấu dành cho những nhà vô địch từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng cuối cùng, cơn ác mộng visa đã khiến toàn bộ các thành viên SF5 không thể sang Thổ Nhĩ Kỳ dự giải, còn đó đành nhường lại suất tham dự vòng loại khu vực Wildcard cho bại tướng của họ là Bangkok Titans. Dù không chắc chắn sẽ tiến sâu, nhưng việc SF5 vắng mặt tại giải đấu này là một nỗi tiếc nuối to lớn đối với chính đội tuyển và cả Liên minh Huyền thoại Việt Nam, vì khi đó Optimus cùng đồng đội đang có phong độ rất cao. Mất đi cơ hội cọ sát với những đội tuyển trên thế giới, các tuyển thủ SF5 đã tuyệt vọng đến mức nản chí và lần lượt rời khỏi đội, khiến thế hệ vàng của Sài Gòn Fantastic Five tan rã. Đến nay, những chiếc visa bị từ chối này vẫn luôn là nỗi tiếc nuối lớn nhất lịch sử Liên minh Huyền thoại Việt Nam.